Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khuyên Ngọc. Hôm nay trên tay mình đây lại là chiếc Lenovo Celestine Pad phiên bản 2024. Và sau một thời gian sử dụng cũng như trải nghiệm ấy, mình sẽ chia sẻ với bạn những điểm mình ưng cũng như những điểm mình chưa ưng ở trên chiếc Lenovo Celestine Pad 2024 này. Và những vấn đề như pin nó sử dụng ra sao, hiệu năng nó như nào, chi tiết mà bạn đón xem trong video ngày hôm nay nhá. Và mình tin rằng đây sẽ là một mẫu máy tính bảng cực kỳ hot trong năm 2024 vì những gì nó mang lại. Chi tiết mà bạn đón xem. Đầu tiên thì mình sẽ nói về thời gian sử dụng pin nhé. Đây là một yếu tố mà rất nhiều người quan tâm. Và với viên pin có khoảng tầm 7.000 mAh trên em Celestine Pad 2024 như này thì mình sẽ on screen đó chính là 8 giờ và 44 phút. Với những tác vụ cơ bản của mình gồm có xem phim ở trên Chrome này, sau đó mình lướt Facebook cũng như là mình xem Netflix, thì đây là một mẫu máy nó cho thời gian sử dụng pin mình đánh giá là mức trung bình thôi. Nó không quá là trâu. Nếu mà em này được trang bị một viên pin cỡ 10.000 mAh thì mình nghĩ rằng thời gian sử dụng của nó sẽ thoải mái hơn. Với những bạn nào mà chúng ta tập trung vào nhu cầu chơi game ấy, thì em này nó sẽ nhanh hết pin hơn nhá. Đặc biệt là với những tựa game như PUBG, sau đó là tốc chiến này. Thậm chí các bạn chơi những tựa game đó ấy, lượng điện của nó ăn tương đối nhiều, nó sẽ cỡ khoảng tầm là 4-5W gì đó. Trong đó bình thường trên smartphone ấy, nó sẽ chỉ ăn cỡ khoảng tầm là 3W mà thôi. Nguyên nhân đó là do thiết kế này là full kim loại nhá, thành ra khả năng tản nhiệt của nó sẽ nhanh hơn và giúp chúng ta đẩy cao lượng FPS lên, thành ra điện năng tiêu thụ của nó cũng sẽ nhanh hơn. Vậy nên với những bạn nào mà chúng ta thường xuyên chơi game ấy, thì em này nó sẽ cho thời gian sử dụng pin mình cá rằng nếu bạn chơi thường xuyên đấy, nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 6 tiếng thôi. Tất nhiên đều tùy thuộc vào tựa game bạn chơi nhá. Nếu mà chúng ta chơi Free Fire nó khác, nhưng mà chúng ta chơi PUBG nó lại khác. Còn nói về sạc pin nhá, thì mình nghĩ rằng em này sẽ mất có khoảng tầm 2 tiếng rưỡi để sạc đầy, và củ sạc đi kèm ấy, nó sẽ củ sạc 20W. Nhưng thực tế của chúng ta dùng ấy, nó sẽ sạc có khoảng tầm 18-19W gì đó. Còn bây giờ thì mình sẽ nói kỹ hơn ở phần hiệu năng nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ on chip đó chỉ Snapdragon 685. Nếu mà so sánh ấy, thì điểm số của nó ở đây tương đối cao. Cụ thể đạt đến ngưỡng đó chỉ là 327.000 điểm. Mà các bạn cũng biết rồi, đó chỉ là với những mẫu máy mà chúng ta sử dụng con chip Snapdragon 685 ấy, thì điểm hiệu năng của nó sẽ loanh quanh tầm dưới 300.000 điểm với các mẫu smartphone. Thì mình nghĩ rằng đây là một điểm số tương đối cao. Nguyên nhân tại sao? Đó chỉ là do cái phần tản nhiệt cái này tốt, vỏ kim loại thành ra khả năng tản nhiệt ngon. Khi chúng ta sử dụng ấy, thì hiệu năng của nó cũng sẽ được đẩy lên. Và đây mình có test với hai tựa game, đó chỉ là Liên Minh Huyền Thoại Chiến cũng như PUBG Mobile. Với tựa game Liên Minh Huyền Thoại ấy, thì mình nghĩ rằng nó sẽ chơi mức đó chỉ là tối đa 120 FPS, nhưng thực tế chúng ta chỉ nên để ngưỡng đó chính là 90 FPS hoặc là 60 mà thôi thì nó sẽ ổn định nhất. Bởi vì khi mà các bạn vào những đoạn combat ấy, đảm bảo nó sẽ có những đoạn drop nhá. Bởi vì con chip này mặc dù chúng ta có thể kéo lên mức đó chỉ là 120 FPS do cái mẫu máy này, nhưng thực tế nó sẽ khó lòng mà kéo được cái mức 120 FPS. Và cái biểu đồ mình thu được đây, như bạn thấy thì FPS trung bình của mình đạt được đó chỉ là 86.2. Vậy nên với những tựa game như này, mặc dù nó cho những mức setting rất là cao, mình khuyên các bạn chúng ta đẩy những mức setting nó vừa phải thôi. Còn với tựa game PUBG Mobile thì ở đây chúng ta sẽ khó lòng mà cài đặt những mức setting cao nếu bạn không dùng Bluetooth, bởi vì thực tế em này sẽ kéo mức tối đa đó chỉ là 10 và 30 FPS. Và rõ ràng với cái mức 10 và 30 FPS ấy, thực sự không làm khó được cái con chip Snapdragon 685 như này. Và đây có thể coi là một cái mẫu máy mình thấy rằng các bạn chơi những tựa game như kiểu Free Fire, chúng ta chơi PUBG ấy, thì nó bị giới hạn FPS, thế nên chơi nó cũng sẽ tương đối mượt luôn. Nói chung với nhu cầu chơi game thì mình nghĩ rằng em này phù hợp với những tựa game nhẹ nhàng. Còn với những tựa game nó quá nặng nhiều Genshin Impact ấy, thì khuyên thật bạn đó chúng ta hãy quên những tựa game đó đi, bởi vì nó quá sức đối với con chip này. Em này nếu mà so sánh với những mẫu máy tính bảng khác cùng tầm giá nhá, nó sẽ có một lợi thế, đó chỉ là chúng ta có mặc định 8GB RAM cũng như bộ trong 128GB. Bộ trong 128 là điều quá bình thường rồi, nhưng quan trọng các bạn sẽ có 8GB RAM ở đây. Và với 8GB RAM các bạn có thể dễ dàng sử dụng những tính năng ví dụ chia đôi màn hình này, sử dụng đa nhiệm nhiều cửa sổ. Đây là một cái lợi thế nếu mà so sánh với những mẫu máy tính bảng khác. Tầm giá này các bạn tìm 8GB RAM ấy, nó thực sự tương đối là khoai. Nhưng để nói về trải nghiệm này nó mượt mà hay không ấy, thì mình nghĩ rằng nói chung là nó vẫn sẽ hạn chế bởi vì phần cấu hình. Khi mà các bạn sẽ cần một cái màn hình kích thước khá là to ở đây, trong khi đó con chip Snapdragon 685 nó không phải là con chip nó quá cao cấp. Thế nên tầm này khi bạn sử dụng nhá, mặc dù có sự hỗ trợ của những yếu tố như là màn hình tần số SQL cao này, sau đó là con chip nó cũng ok RAM nhiều, nhưng thực sự đôi lúc chúng ta vuốt vẫn sẽ cảm thấy khựng và lag. Đây là một điều mà chúng ta bắt buộc phải chấp nhận, bởi vì cái con chip tầm này nó khó lòng mà gánh được cái trải nghiệm nó mượt mà nhất. Và như mình đã nói thì với mặt phần mềm của Lenovo vẫn là một cái gì đó mình rất thích. Khi mà đây chúng ta sẽ có đầy đủ những cái ở chế độ PC, do chế độ chia đôi màn hình. Và mỗi khi bạn mở một cái ứng dụng nào đó nhá, thì chúng ta sẽ có dấu 3 chấm ở phía bên trên đấy, và bấm vào dấu 3 chấm này có thể dễ dàng chuyển đổi giữa cái. Ví dụ ở chế độ cửa sổ nổi này, do chúng ta chuyển qua những cái chế độ khác như màn hình tách rời ạ. Đây là một cái mình thấy rằng rất là hay luôn. Hay như cái chế độ PC nhá, bạn gắn thêm một cái bàn phím cũng như là chúng ta dùng với chuột đều được.
Và một số bạn cũng hỏi mình việc liệu em có thể dùng như một chiếc màn hình rời chúng ta kết nối vào máy tính đây, sau dùng kéo qua kéo lại giữa cửa sổ không, thì câu trả lời là không nhá. Thậm chí em này cũng không thể xuất màn hình được ra nếu mà các bạn cắm cổng đó chỉ HDMI, bởi vì thực tế cái cổng này là tốc độ của nó không quá nhanh đâu, vậy nên cái này hạn chế. Còn thực tế thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều cách stream màn hình khác, ví ở stream với các bộ stream không dây chẳng hạn, cái này thì mình không có, thành ra để thử ấy nó sẽ hơi khó. Hôm sau thì mình sẽ cố tìm một bộ để chia sẻ các bạn. Nói thêm một chút ở phần bàn phím cũng như bút nhé, các bạn có thể search ở trên Shopee luôn với những cái như bút dành cho Lenovo Pad, Celsin Pad v.v. chúng ta sẽ có, nhưng mức giá của nó sẽ không hề rẻ đâu. Hôm trước mình có search ấy, thì mức giá của một cái bút dành cho Celsin Pad nó sẽ loanh quanh khoảng tầm là 800 gì đấy. Một yếu tố nữa mình tí nữa quên nói các bạn, đó chính là nhiệt độ em này nhá. Cụ thể khi mà chúng ta có một lớp vỏ tản nhiệt ngon đấy, đó chính là vỏ kim loại ấy, thì khả năng tản nhiệt của nó cũng sẽ ngon đúng không? Đồng thời em này cũng sẽ kéo một yếu tố theo, đó chính là nó sẽ đẩy hiệu năng lên cao. Và thực tế ở những phần viền như này mình thấy rằng nhiệt độ của nó cũng sẽ tương đối cao. Cụ thể ở phần mặt trước nhá, đôi lúc mình đo được nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 42, 43 độ C gì đó, còn phần mặt sau ấy thì nó sẽ loanh quanh khoảng tầm là 40, 41 độ C. Nếu mà so với một mẫu máy tính bảng như này là hơi cao đấy ạ. Nhưng mà đây cũng điều dễ hiểu bởi vì con chip này được đẩy hiệu năng lên tương đối cao. Còn nói chi tiết hơn về phần màn hình nhá, mình đánh giá tương đối cao em Lenovo Celsin Pad này bởi vì hai lý do. Thứ nhất, đó là nó sẽ có tần số quét cao 9 Hz và thứ hai, đó là nó sẽ có chuẩn Wi-Fi L1. Và đây là một yếu tố giúp bạn có thể trải nghiệm những nội dung trên Netflix, trên YouTube các thứ một cách ok, ngon lành cách nào hơn. Và thực sự ấy, mình thấy rằng đây là một mẫu máy tính bảng nó phù hợp với nhu cầu giải trí hoặc là chơi game nhẹ nhàng, bạn mua về cho con trẻ học hành cũng được luôn. Về phần loa thì chúng ta cũng sẽ có Dolby Audio các kiểu, nhưng thực sự là chất lượng của nó ấy, thì mình không đánh giá quá cao. Nói chung là loa mình thấy rằng nó sẽ hơi nhiều chép một tí bạn ạ, nghe được cái là to. Còn nói thêm một chút ở phần đó chỉ là thiết kế, thì với cá nhân mình, em Lenovo Celsin Pad này nó không khác biệt quá nhiều nếu mà so sánh phiên bản 2022. Có chăng là chúng ta sẽ khác một chút ở những phần họa tiết đây mà thôi. Và cầm em này ấy, thì cảm giác nói chung là gọi là được, bởi vì trọng lượng này nó sẽ dưới 500g. Và mình thấy rằng ấy, nếu mà cái phần viền này nhá, Lenovo họ làm kiểu cong hơn một tí ấy, cảm giác cầm nó sẽ thoải mái hơn. Bởi vì mình thấy rằng cảm giác cầm ở đây ấy, nó vẫn sẽ hơi vuông một chút. Và cái cụm camera này thực sự là đây là một cái phong cách thiết kế có thể gọi là cách điệu một tí. Chứ thực sự mà nói, các bạn bỏ cái phần đó chính là cái vỏ xung quanh bên ngoài như này đi thì cũng không quá khác biệt nếu mà so sánh phiên bản 2022. Nhưng mà để nhận ra ấy, thì đây vẫn sẽ là một cái mẫu máy nó cho chất lượng gia công tốt nha. Những cái phần như vỏ kim loại là một điểm mình đánh rất cao trong tầm này. Còn lại những chi tiết khác ví dụ camera trước, camera sau ấy thì mình vẫn đánh giá cao camera trước hơn. Và camera trước em này thì màu da nó không bị xỉn quá, thành ra nếu bạn dùng để cho những app như chúng ta gọi video call nhá, nó cũng sẽ ok. Tất nhiên là chất lượng ảnh của nó cũng không quá cao rồi. Nói chung cái cụm camera trước này nhá, chất lượng của nó nói chung ở mức trung bình thôi, lắp vào để cho nhu cầu đó cho video call, chứ mà để chụp ảnh đẹp ấy rất là khó luôn. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ với bạn về em Lenovo Celsin Pad phiên bản 2024 này. Cá nhân mình đánh giá thì năm nay ấy, chúng ta đã có những sự cải thiện nhất định rồi. Tất nhiên là với một mẫu máy tính bảng tầm giá rẻ như này, các bạn vẫn phải chấp nhận những yếu tố liên quan đến việc đôi lúc chúng ta vuốt nó vẫn sẽ có giật lag này. Sau đó là pin này, nói chung là nó sẽ có một hạn chế nhất định khi mà dung lượng của nó. Nếu mà so sánh với những em như Redmi Pad SE nó không quá là cao, nhưng bù lại em này chúng ta sẽ có tần số quét cao 90Hz. Sau đó chúng ta sẽ có tần số lấy mẫu cảm ứng 180Hz vân vân. Và bạn nghĩ sao về em Lenovo Celsin Pad phiên bản 2024 này thì hãy để lại comment bên dưới. Và nếu bạn muốn mua ấy, link mình cũng sẽ để bên dưới dành các bạn dễ dàng tham khảo nhé. Còn bây giờ xin chào các bạn cho lần sau, nhấn like và subscribe của Quý Khuôn Ngọc. Bye bye.